quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Trong chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong phòng chống thiên tai, một trong những yêu cầu quan trọng được đặt ra tại hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm công tác phòng chống bão lụt, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất đá khu vực miền Trung tháng 10 năm 2020. Chạy đua với thời gian tìm kiếm nạn nhân bị mất tích trong hai vụ sạt lở đất tại huyện Phước Sơn và huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Quân khu cùng các đơn vị, tổ chức doanh nghiệp kịp thời hỗ trợ nhân dân nhanh chóng ổn định đời sống sản xuất sau thiên tai. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Bộ Quốc phòng vừa tổ chức hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm công tác phòng chống bão lụt, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất đá khu vực miền Trung xảy ra trong tháng 10 năm 2020. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu quân khu 5, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh quân khu chủ trì. Báo cáo kết quả phòng chống bão lũ, công tác khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quân khu 5. Trung tướng Thái Đại Ngọc khẳng định, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã quán triệt nghiêm công điện của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu về phòng chống thiên tai bão lũ, chỉ đạo các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm các kíp trực chỉ huy, trực ban, trực tác chiến, tăng cường kíp trực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, rà soát các phương án sử dụng lực lượng, phương tiện, vật chất hậu cần, sẵn sàng cơ động trong mọi tình huống, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, quyết liệt kiên trì tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích tại các điểm sạt lở. Phối hợp với quân chủng phòng không không quân, cấp ủy chính quyền địa phương, tổ chức lực lượng, vận chuyển, cung ứng kịp thời nhu yếu phẩm, tiếp tế cho người dân tại các điểm bị cô lập. Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang ghi nhận đánh giá cao và biểu dương các cơ quan đơn vị trong đề xuất phương án, triển khai lực lượng, phương tiện, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm công tác phòng chống bão lụt, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất. Đoàn công tác Tổng cục Hậu cần do Thiếu tướng Phạm Mạnh Cường, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão lụt tại tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, đoàn công tác Bộ Quốc phòng đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng vũ trang các địa phương đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và làm nòng cốt trong công tác khắc phục hậu quả bão lụt trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu thời gian tới, các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là các vụ sạt lở đất đá tại huyện Phước Sơn, Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Kiểm tra hệ thống doanh trại các cơ quan đơn vị, tổng hợp tình hình thiệt hại, báo cáo về Tổng cục Hậu cần, nắm và kịp thời hỗ trợ kinh phí sửa chữa. Dịp này, đoàn đã tổ chức khám, chữa bệnh và tặng quà cho nhân dân xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm này, các tuyến đường vào hai xã Phước Lộc và Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam vẫn còn bị sạt lở và chia cắt nghiêm trọng. Để kịp thời ứng cứu nhân dân bị cô lập, các đơn vị quân đội phối hợp với chính quyền địa phương huy động tối đa nguồn lực, đưa lực lượng tiếp cận hiện trường, nhanh chóng tiếp tế lương thực, thực phẩm và hỗ trợ di dời bà con đến nơi an toàn. Bão lũ quá lớn đã làm 5 xã miền núi trên địa bàn huyện Phước Sơn bị thiệt hại nặng nề. Hơn 200 ngôi nhà dân bị hư hỏng hoàn toàn, lương thực, gia súc, nhu yếu phẩm bị cuốn trôi. Trong đó nhiều vụ sạt lở đất xảy ra khiến tuyến đường vào hai xã Phước Thành, Phước Lộc tắc nghẽn, cô lập gần 3.000 người dân và công nhân. Trong nhiều ngày qua, hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ, bộ đội thường trực và dân quân phải cắt rừng vượt suối, đi bộ gần 20 km để chuyển hơn 10 tấn hàng, gồm các nhu yếu phẩm tiếp tế cho bà con xã Phước Thành. Đối với xã Phước Lộc, do địa hình hiểm trở, Bộ Quốc phòng đã điều động máy bay trực thăng của Sư đoàn 372 vận chuyển hàng và thả xuống cho người dân đang bị mắc kẹt.
các lực lượng cũng đã tổ chức lắp đặt hai tờ dòng dọc, dây cáp phục vụ tải hàng hóa từ chân đồi lên các đỉnh núi tới địa phận hai xã bị cô lập. Tính về khoảng thời gian đi là mất khoảng 3 tiếng rưỡi là chúng ta về tới xã Phước Thành. Nếu mà có hàng là chúng ta phải đi 4 tiếng. Khối lượng cẳng là ít nhất của một người là 25 kg. Và có người là xung phong, thành những thanh niên mà khỏe thì cẳng được 45-50 kg. Anh em là rất là nhiệt tình, kể cả lực lượng dân quân là làm bằng mọi giá là phải đưa được cái số lương thực nữa tiếp tế cho bà con ở trên Phước Thành. Vụ sạt lở đất trên địa bàn xã Phước Lộc đã làm 13 người bị vùi lấp. Tính đến sáng ngày 5 tháng 11, các lực lượng địa phương đã tìm thấy 9 thi thể. Để kịp thời ứng cứu bà con, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam đã huy động hơn 50 cán bộ chiến sĩ hành quân bộ tiếp cận hiện trường. Lực lượng này chia thành các nhóm vừa hỗ trợ nhân dân trong tìm kiếm người mất tích, vừa hỗ trợ di rời những hộ dân đến nơi an toàn, đặc biệt quan tâm đến những trường hợp nhà cửa hư hỏng, không có nơi ở. Bộ Tư lệnh Quân khu cũng điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ, lực lượng công binh phối hợp với biên phòng, công an khẩn trương mở đường để thực hiện cứu hộ cứu nạn. Đã tổ chức cho bộ đội là tìm đường hành quân vào khu vực hai xã Phước Thành và Phước Lộc. Đặc biệt là xã Phước Lộc là có 13 người mất tích thì đã tích cực cùng với lực lượng tại chỗ. Sở Chỉ huy tiền phương đã tăng cường thêm lực lượng cùng với các cái phương tiện thành nhiều bộ phận tiếp tục là tìm kiếm đến khi nào mà được các cái nạn nhân ở khu vực là bị nạn. Trước dự báo về diễn biến phức tạp của bão lũ, các lực lượng đang chạy đua với thời gian, nỗ lực thực hiện mọi biện pháp để thông các tuyến đường, kịp thời hỗ trợ nhân dân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu các lực lượng phối hợp chặt chẽ, có kế hoạch cụ thể, hệ thống thông tin liên lạc bảo đảm thông suốt, thường xuyên báo cáo về Sở Chỉ huy tiền phương, đồng thời chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, lương thực, thực phẩm, y tế, phục vụ tốt công tác cứu hộ cứu nạn của các lực lượng và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thưa quý vị và các bạn, sạt lở núi kinh hoàng xảy ra vào ngày 28 tháng 10 tại thôn 1 xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của bà con. Lúc khó khăn hoạn nạn, bộ đội quân khu 5 luôn sát cánh cùng nhân dân, có mặt kịp thời ứng cứu và khắc phục hậu quả. Thôn 1 xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, yên bình bên con suối thơ mộng hiền hòa ngày nào, giờ đây đã thành đống đổ nát. Trận sạt lở đất sau cơn bão số 9 đã xóa sổ ngôi làng. 15 nhà bị cuốn trôi, 22 người mất tích. Là 2 giờ đến 3 giờ chiều là lở nó mới xuống. Đống xuống một loạt là tát qua luôn. Tát qua nhà bên kia là đi thẳng một phát một luôn. Là không có lần thứ hai, đi một lần một nữa. Ao một cái là tự nhiên là khô ráo luôn, còn lở nó xuống, nó đẩy người ngã xuống. Và sau đó là anh quay đi cũng không kịp chạy, mà là cuốn luôn, thằng cuốn anh đi, trong đó là cuốn hết cả mấy người mở cho nữa. Mẹ em với là hai đứa, một đứa nhỏ nữa, còn nói chung là còn 6 người đó, chưa ra được luôn, mong cho ra hết. Nhận được tin dữ, ngay trong đêm 28 sáng 29 tháng 10, Bộ Tư lệnh Quân khu đã điều động hơn 200 cán bộ chiến sĩ, Lữ đoàn Công binh 270, Lữ đoàn Thông tin 575 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam cùng các phương tiện tức tốc cơ động lên đường. Do ảnh hưởng của cơn bão, tuyến đường huyết mạch lên huyện Nam Trà My bị sạt lở nghiêm trọng. Lực lượng vừa hành quân vừa mở đường thông tuyến, mặc cho những hiểm nguy rình rập. Có hai đơn vị đi, một là Lữ đoàn là 270 là có trang bị công trình, vừa mở đường vừa là vô tới. Thứ hai là coi như sử dụng là trung đoàn 45 và cái lữ đoàn thông tin 575 và các cái lực lượng của đảo thất. Chúng tôi hiện nay là đưa được thực phẩm đi là hai ngày và quyết tâm chúng tôi là coi như là tắt đường mở đường đi và đến là cố gắng là cùng với địa phương tìm là bà con. Và quyết tâm của lực lượng vũ trang là trong đêm nay bộ đội vào trừ lực lượng ổn định tổ chức, còn tất cả sẽ thắp điện và làm trong đêm để thực hiện, cố gắng là tìm càng nhanh càng sớm, lợi dụng cái thời tiết đang khô ráo, đang thuận lợi rất nhiều trong công tác tìm kiếm cứu nạn này. Cật lực giữa lớp đất đá bùn non trong cơn mưa rừng tầm tã,
nguy cơ sạt lở cao, nhưng công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn được hàng trăm cán bộ chiến sĩ quân đội, công an và lực lượng địa phương thực hiện khẩn trương. Trong đó, lực lượng vũ trang quân khu là đơn vị chủ lực, ngày đêm nỗ lực bám hiện trường, lật từng tảng đá, bới từng nhành cây trong đống đổ nát. Những nơi nghi ngờ nhất được cán bộ chiến sĩ tìm kiếm không để sót. Cùng với lực lượng cứu hộ trên cạn, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270 Quân khu 5 phối hợp với biên phòng, công an, lực lượng địa phương huy động gần 20 cano, xuồng máy lần tìm trong lòng sông Leng và hồ thủy điện sông Tranh 2. Sông sâu nước chảy xiết với khối lượng cây gỗ, rác dồn về ước chừng hàng ngàn mét khối. Song lực lượng cứu hộ vẫn kiên trì lần tìm với hy vọng tìm thấy những nạn nhân xấu số. Anh em bộ đội làm trời mưa gió không ngại ngùng, làm nhiệt tình. Ngày đêm luôn, làm không có thời gian ngủ nghỉ. Lượng hiện nay trên hiện trường này được khoảng hơn 800 đồng chí. Trong đó quân đội là gần 560 đồng chí. Thì đang tích cực với cái quyết tâm là sẽ tìm cho được người còn lại đang vùi lấp ở trong cái hiện trường. Lán trại đều dã chiến, sinh hoạt tạm bợ cho qua ngày, áo quần chưa kịp khô vì những cơn mưa rừng, bữa cơm đạm bạc ăn vội, giấc ngủ cũng tranh thủ lúc thay ca. Tất cả đều dồn cho công tác cứu hộ cứu nạn một cách nhanh nhất, khẩn trương nhất và an toàn nhất. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bộ đội đều luôn sát cánh cùng nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc chạy đua với thời gian, tìm kiếm người mất tích tại hai điểm sạt lở ở huyện Nam Trà My và huyện Phước Sơn, các lực lượng quân đội vẫn tiếp tục hành quân về các địa phương giúp củng cố, sửa chữa nhà ở và cơ sở hạ tầng dân sinh bị hư hỏng, đồng thời có chính sách hỗ trợ về vật chất kịp thời dành cho các gia đình bị thiệt hại. Chị Lê Thị Thu Hà tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi là một trong nhiều hộ dân trong khu vực có nhà bị sập hoàn toàn do cơn bão số 9 gây ra. Hôm nay được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và các doanh nghiệp trao tận tay số tiền 10 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà, chị và gia đình không khỏi vui mừng, xúc động. Đây là hôm nay mấy anh đến đây là em rất là cảm ơn, rất là mừng giúp đỡ em vượt qua hoàn cảnh khó khăn này. Em rất là cảm ơn. Ngay sau bão, Quân khu 5 đã triển khai các cơ quan đơn vị tiến hành khảo sát, nắm số lượng các hộ dân bị thiệt hại và có phương án hỗ trợ kịp thời, hợp lý. Tại Bình Định, quân khu đã tặng 23 suất quà cho các gia đình ở thị xã Hoài Nhơn có người thân mất tích trên biển do bão số 9, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng. Riêng tại hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, ngoài trao tiền hỗ trợ sửa chữa nhà, đoàn đã tặng 1.500 suất quà là nhu yếu phẩm với tổng trị giá 2,5 tỷ đồng. Đây là số tiền được trích từ nguồn kinh phí quyên góp của cán bộ chiến sĩ quân khu 5 và các tổ chức doanh nghiệp đóng góp. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã phối hợp với các nhà doanh nghiệp để đi thăm, tặng quà, chia sẻ, động viên với nhân dân ở trên địa bàn. Một món quà tuy không lớn nhưng mà đó là cái tình cảm, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 với nhân dân ở trên địa bàn. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Những món quà được trao đến tận tay như thế này là sự hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần kịp thời, ý nghĩa dành cho nhân dân để mọi người nhanh chóng khắc phục khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống. Chương trình truyền hình Quân khu 5 kỳ này xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.